Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tâm tình vì lãnh đạo cao niên, dựa trên lời Chúa trong Phục truyền Luật Lệ Ký chương 31, câu 1 đến câu 8. Môi-se đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói, ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Óc, vua dân Amorít, và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng, hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Câu gốc của bài học: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Phục truyền chương 31 câu 3. Câu hỏi suy gẫm: trước khi về với Chúa, ông Môi-se tâm tình với dân Israel điều gì? Điều ông quan tâm nhất trong những ngày cuối đời của ông là gì? Tâm tình của ông Môi-se để lại tấm gương nào cho những người phục vụ Chúa? Kính thưa quý vị, từ chương 31 đến hết sách Phục truyền, kỹ thuật nội dung ông Môi-se trao quyền lãnh đạo dân Chúa cho ông Giô-suê và những lời từ biệt của ông với dân Chúa. Cụm từ không thể đi ra đi vào trong câu 2 chỉ về công việc lãnh đạo chứ không phải sức khỏe. Vì khi mất, ông Môi-se mắt vẫn không làng, sức không giảm. Phục truyền chương 34 câu 7. Đây là phân đoạn vô cùng xúc động của vị lãnh đạo 120 tuổi. Trước khi qua đời không nói những lời bi quan than thở, không có một đòi hỏi gì cho riêng mình. Nhưng ông không ngừng khích lệ những thế hệ tiếp theo, hãy mạnh dạn và can đảm. Tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng sẽ dẫn dắt họ vượt qua sông Giô-đanh dưới sự hướng dẫn của người kế thừa là ông Giô-suê. Ông Môi-se là một người lãnh đạo đã bao lần vào sinh ra tử cùng các thế hệ của dân Israel trong hành trình 40 năm dài tiến về đất hứa. Vậy mà ông không được cùng dân Chúa bước chân vào miền đất trù phú đó, chỉ được ngắm nhìn từ xa mà thôi. Nhưng đây không phải là điều ông Môi-se cay đắng rồi trách móc Chúa, trách móc dân Ngài, mà ông sẵn lòng thuận phục ý Chúa. Điều ông quan tâm vào thời điểm cuối đời là khích lệ dân Chúa vững lòng bền chí, hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời và làm theo sự hướng dẫn của người lãnh đạo mới khi vượt qua sông Giô-đanh để tiến vào miền đất Chúa hứa ban cho tổ phụ họ. Ông Môi-se, vị lãnh đạo cao niên 120 tuổi, đến cuối đời mình vẫn một lòng trung tín sống theo tiếng gọi, sống vì đàn chiên Chúa giao phó hơn vì lợi ích bản thân. Khi nhìn lại cuộc đời ông Môi-se, chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời trên ông và dân Ngài thật tuyệt vời. Từ việc Ngài cứu ông ra khỏi nước một cách lạ lùng và huấn luyện ông trong hoàng cung Ai Cập suốt 40 năm, đến việc Chúa dùng sai lầm giết người Ai Cập của ông để tiếp tục huấn luyện ông thêm 40 năm trong đồng vắng. Khi đến thời điểm Chúa kêu gọi ông, dù ông liên tục từ chối Chúa, nhưng Ngài cũng bắt phục ông để giao trọng trách giải cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Giờ đây,
nhìn thấy đất hứa từ xa mà không được bước vào, nhưng lòng tin nơi Chúa của ông Môi-se vẫn không hề suy giảm. Những lời cuối đời của ông đã để lại tấm gương vâng phục Chúa trọn vẹn và tâm tình quên mình chăm lo cho bầy chiên của Chúa. Ước mong chúng ta tiếp nối tâm tình của vị lãnh đạo cao niên Môi-se, trung tín phục vụ cho đến cuối cùng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì tấm gương trung tín theo Chúa của ông Môi-se. Xin giúp con dẫu hoàn cảnh ra sao, vẫn luôn trung thành bước đi theo Ngài, quên mình để lo cho lợi ích của anh em. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, tấm gương của ông Môi-se khích lệ chúng ta ra sao? Môi-se theo Chúa trọn đời, kinh nghiệm ơn phước rộng rời Ngài ban, tấm lòng kính Chúa rõ ràng, tín trung phục vụ chăm đàn chiên cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.